cô đã vượt qua rất nhiều thử thách. Sao ông chủ gọi là thử thách? Em chỉ muốn kiếm tiền thôi. Cô cũng dẻo miệng lắm. Cô có muốn trở thành người quản lý của đám nhân viên tôi không? Quản lý hả? Em đâu có dám chắc là mình sẽ làm được. Cô là người khá đặc biệt. Nếu là mấy đứa kia, chúng nó có thể hại nhau để lên làm chức quản lý đó. Dạ, chính vì vậy nên em chỉ muốn làm một nhân viên bình thường. Cô có thể trở thành người của tôi. Vậy là ông muốn em làm gái bao của ông hả? Cô không còn sự lựa chọn nào khác. Chuẩn bị đi. Dạ. Để đó đi. Ông chủ nói với mày cái gì á, mày tự hiểu rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi con quỷ. Bây giờ bấm nút biến đi. Dạ. Lẹ lên đi bánh bèo. Ủa anh Hưng, anh đi một mình hả? Anh đi một mình chứ đi với ai? Em tưởng anh đi với Thủy chứ. Anh vô đi. Ừ. Ủa Thanh, em ở nhà có một mình sao? Dạ. Anh đến đây có phải vì chuyện chồng em không? Không. Chuyện của chồng em á, bên tòa án họ sẽ trả lời. Thủy nhờ anh tới đây để hỏi thăm sức khỏe em thôi. Đúng lúc em đang gặp nhiều chuyện như vậy mà Thủy lại không ở bên cạnh em gì hết. Cô ấy cũng vì công việc mà. Cô ấy cũng lo cho em lắm đó. Em ở nhà một mình mà nhà rộng thênh thang vậy, em không sợ sao Thanh? Em cũng định dọn qua ở chung với má em, chứ ở như vậy em đâu có chịu nổi đâu. Thanh, anh có thể tham quan nhà một chút được không? Dạ. Anh định mua nhà cưới vợ hả? Làm nghề như anh biết gì nào mới có tiền mua nhà. Anh chỉ muốn tham quan một chút thôi. Vậy em mời anh. Đây là phòng của con gái em. Còn đây là phòng của vợ chồng em. Wow. Đẹp quá. Công nhận phòng của vợ chồng em đẹp quá. Anh Hưng, anh cứ tự nhiên nha. Em xuống coi thử coi có ai tới nha. Em đi đi. Thank you.
Ủa, anh Hưng coi xong rồi hả? Ờ, công nhận nhà em đẹp thiệt đó. Hèn gì Thủy cứ khen hoài ha. Nhà để ở chứ để làm gì hả anh? Thiệt chứ, nhiều khi em muốn đánh đổi hết tất cả để quay lại cuộc sống bình thường như trước kia. Anh chờ em chút. Alo. Dạ má. Dạ con đang bận chút chuyện. Chút xíu con qua nghe má. Dạ dạ dạ. Anh Hưng ơi, em xin lỗi, bây giờ em phải qua nhà má em rồi. Ừ, vậy thôi anh cũng về luôn. Dạ, vậy để em tiễn anh ra cửa. Ừ. Thôi anh về nghe. Dạ. Mày có bảo đảm máy bắt sóng tốt và nghe rõ không? Nè, nghe đi. Cái này là điện thoại cố định nên tôi nghĩ cũng nghe dễ hơn. Nè, có thông tin gì á mày cho tao biết liền nghe. Tao đâu có nhiều thời gian đâu. Tao sẽ đền bù xứng đáng mà. Ok. Tao nghĩ là mày bên công an thì mấy thiết bị này phải có chứ. Tất nhiên là có rồi. Nhưng đây là chuyện riêng. À, mày theo dõi bạn gái đúng không? Tao nghi mày lắm. Trời. Mày nghĩ sao tao tệ vậy mày? Có chuyện gì vậy em? Tối nay em phải ra ngoài. Chị có cách gì giúp em được không? Mà chuyện gì mới được? Anh Hưng điện thoại báo với em là Thanh có cuộc hẹn với người đàn ông đó trong nhà nghỉ. Thì để anh Hưng đi một mình được rồi. Không, em muốn đích thân xác định chuyện này. Hơn nữa, nếu chuyện này là sự thật thì cô ấy có động cơ để giết Hằng và đổ tội cho Quang. Chị đi đâu vậy? Ờ, chị ra ngoài để tìm cách giúp em. Thôi chị đi nha. Thủy định ra ngoài tối nay à? Dạ, cô đang tìm cách. Tất cả những gì mà chúng ta có trong tay thì còn quá ít. Chưa đủ chứng cứ xác thực. Vì vậy, tôi không thể thành lập đội chuyên án được. Sếp à, sếp cứ coi như đây là việc làm tự phát của Thủy và em. Có gì, tụi em sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta phải đề phòng những trường hợp mà Thủy xông thẳng vào nhà nghỉ để bắt trực tiếp Thanh. Dù sao, thì cũng phải đưa hai người đó về hỏi cung. Như vậy, có gây sốc cho Thanh quá không? Mà chuyện này mà lộ ra đó, là làm bể chuyện lớn đó. Dạ, có lẽ là không có thời gian để lựa chọn nữa đâu sếp à. Chuyện gì vậy chị? Đi ra đây với chị, nhanh lên em. Tối nay á, má không có ở nhà. Thằng nào bảo kê á, thì cũng không có. Chỉ có hai thằng bảo vệ thôi, tụi nó dễ lừa lắm. Vậy... không sao đâu. Nhưng mà em mặc đồ như vậy á, thì không có ra được. Vậy phải làm sao? Để chị nghĩ cách coi. Sao chị?
À, chị nghĩ ra cách này nè. Hả? Chị sẽ kiếm cho em một bộ đồ công nhân. Bây giờ thì chị em mình đi dạo một chút nha. Ừ. Đi em. Mình ngồi đây đi em. Dạ. Chị, ở đây miết rồi cũng quen. Nếu giờ phải đi xa, chắc là nhớ lắm ha. Em nói thiệt thì giỡn chơi vậy. Chị á, chỉ muốn thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt mà thôi. Rồi chị sẽ được rời khỏi đây một cách đàng hoàng thôi. Rồi sau đó, chị phải biết làm gì bây giờ hả em? Chị chắc phải kiếm một công việc nào đó lương thiện. Chị vẫn còn bé Na, nó sẽ lớn lên và tự hào về chị. Chị không có hy vọng gì nhiều vào điều đó đâu. Miễn sao á, sau này nó thành người tốt là chị vui lắm rồi. Nó không nhận một người mẹ như chị cũng không sao. Thôi đi chị, tối nay em đi không biết có quay lại không. Chị đừng nói chuyện không vui. Em nhớ ráng giúp chị Nha Thủy. Em sẽ đưa bé tới gặp chị mà. Chị có điều là... Chị có điều gì em? Nói cho chị biết đi nha. Chị phải cẩn thận nha. Nếu như thấy không ổn, chị cứ bỏ trốn đi nha. Nhưng mà sao vậy em? Nói chị nghe đi. Chị hứa với em đi. Ừ, chị hứa với em. Ông chủ hình như đoán ra em là ai rồi. Hắn muốn giữ em bên cạnh để làm con tin khi công an tìm đến. Thật vậy hả em? Hôm qua hắn muốn em phải ở đó. Em nghĩ hắn sẽ sớm phát hiện ra là em bỏ trốn ra khỏi đây. Mà người biết em đi đâu rõ nhất. Chỉ có chị thôi. Chị phải chuẩn bị tinh thần nha. Chị không có sợ tụi nó đâu. Vì con gái của chị, vì em, chị sẽ sẵn sàng đối đầu với hắn. Em muốn chị trốn chứ không phải là muốn chị đối đầu với hắn. Chị còn bé Na, chị phải gặp nó chứ. Nếu không em không biết phải nói với nó làm sao nữa. Mấy hôm nay gái gú nhiều quá mày, nản quá. Kiểu này phải kêu ông chủ thưởng mới được. Chuyện đó để ông chủ mày lo gì. Vô đi. Vô. Ê, đứng lại. Đồ rác kể cho cô em. À, bữa giờ nhiều rác quá. Hồi quá. Trời, cô em đẹp vậy mà đi hốt rác uổng quá. Hay là đừng hốt rác nữa, vô đây làm gái đi. Đảm bảo là cô em sẽ kiếm được tiền gấp 10 lần. Khoan đã, tôi có ý này nè. Em có nhu cầu không? Anh sẽ giới thiệu cô em cho ông chủ nha. Ông chủ sẽ thích em liền. Thật hỏi, cảm ơn anh. Đứng lại. Đi đi. Vô. Vô.
anh biết địa chỉ khách sạn đó chưa? Anh đã vào qua một vòng rồi. Khi tới đó mình sẽ ngồi ở ngoài, đợi khi nào Thanh vô được một lát rồi mình hãy vô. Ừ. Lâu quá mới gặp vô anh. Vô các em. Dạ em mời anh. 100% nha. Em, mời em. Tiếp phải đàng hoàng nha. Dạ em này á là Hoa Khôi ở đây á. Cảm ơn em. Trời ơi, lâu quá mới gặp mọi người nha. Mời em. Em nhớ chăm sóc về ảnh đàng hoàng đó nha. Mình vô 100% đi. Vô đi em. Rồi, ăn đi em. Anh cũng ăn đi. Dạ chào anh, lâu quá mới gặp anh. Vô các em. Em này, cùng ly với ảnh đi. Sao không chăm sóc ảnh đến ngồi một mình buồn kìa. Em mời anh nha. Dạ. Mời. Dạ. Dạ. 100% hết nha anh. Dạ. Uống miếng nha anh. Dạ. Mời anh. Em, sao không chăm sóc mấy anh gì hết vậy? Qua. Ra anh biểu. Xin phép mấy anh. Con Thủy đâu rồi? Nó đang bận chút xíu việc, lát nữa nó đến. Không được, gọi nó ra làm ngay. Anh phải tạo cơ hội cho nó kiếm chút đỉnh chứ. Không được. Hôm nay má Hoàng đi vắng rồi, anh phải để cho bọn em kiếm chút đỉnh đi. Tụi mày muốn làm loạn hả? Hả? Không có gì vậy đâu. Tí nữa má Hoàng có hỏi thì anh nói nó đang tiếp khách ngoài chòi nha. Lần này thôi nha. Ừ, em biết rồi. Thôi em đi nha. Đi đi. Dạ. Anh chị thuê phòng hả? Tôi là cảnh sát hình sự. Anh cứ bình tĩnh. Tôi chỉ muốn hỏi hai người dọc cách đây nửa tiếng đang ở phòng nào. Anh chị hỏi hai người nào? Anh đừng để tôi lục tung chỗ này lên. Tôi muốn biết số phòng của hai người đó là số mấy. Dạ. Dạ phòng 202. Ok. Nhà nghỉ của anh vẫn hoạt động bình thường. Anh. Sao vậy? Hay là thôi đi anh. Tùy em thôi. Em chỉ muốn biết đó có phải là Thanh không? Em quyết định nhanh đi. Ừ. Ai vậy? Phục vụ phòng đây. Anh là ai mà giữ tôi vậy? Rồi anh sẽ biết. Mình. Hai người. Thật sự mình không ngờ Thanh có thể làm được chuyện này. Thủy là bạn của mình, Thủy phải tin mình chứ. Tin Thanh hả? Tin Thanh trong khi Thanh đang ở trong nhà nghỉ với một người khác hả? Mà người đó lại chính là Hoàng nữa. Thanh có biết Hoàng là người như thế nào không? Tại vì hắn nói hắn là quản lý của Diễm Hằng. Có nghĩa Thanh biết điều đó nhưng vẫn làm như vậy. Thủy, Thủy nghe mình nói có được không? Hắn nói là hắn có những bằng chứng chống lại Quang. Hắn muốn mình chuộc lại những bằng chứng đó.
Chủ lại trong khách sạn hả? Mình không biết, hắn hẹn mình mà. Trừ khi là Thanh muốn như vậy thôi. Nếu không á, Thanh đã báo với anh Hưng rồi, anh Hưng có thể giúp mà. Thủy ơi, thật ra mình cũng rất sợ những bằng chứng đó lọt vào tay công an. Điều đó sẽ gây bất lợi cho anh Quang. Thật sự là bây giờ mình không biết cái lời nào của Thanh là sự thật nữa. Thủy à, mình xin thề mà. Nếu như mà cái lời thề đó có hiệu nghiệm á, thì không có ai dám thề thốt gì nữa. Ngay cả Thủy cũng không tin mình sao? Thủy nghĩ Thủy sẽ để vụ này cho bên điều tra thực hiện. Mình sẵn sàng chịu mọi sự hình phạt của pháp luật. Quan trọng là Thủy có tin mình hay không thôi. Anh và Thanh có quen nhau không? Đó là quan hệ cá nhân của tôi. Tôi có cần thiết báo cho sếp biết không? Vậy anh có biết Trinh và Diễm Hằng không? Hình như là hai cô gái đó tôi đã từng quen. Và tôi cũng đã từng nói cho sếp biết rồi mà. Hỏi làm chi hỏi hoài vậy? Không phải là từng quen, mà tôi biết là anh biết rất rõ. Hai cô gái đó là gái bao, gái gọi trong đường dây của anh. Tôi có thể kiện anh về tội vu khống đó nha. Vừa vào đâu mà anh nói tôi có đường dây gái gọi? Có đúng như vậy hay không thì Quang sẽ là người làm chứng cho chuyện này. Chẳng bao lâu nữa, công an sẽ đến lục tung cái khu vườn sinh thái của anh lên. Mấy anh á, không có lý do gì để giữ tôi ở đây cả. Sao lại không? Anh là chủ quán mà. Tôi sẽ thuê luật sư. Được thôi. Nhưng lý do chúng tôi giữ anh ở đây là để điều tra cái chết của hai cô gái, Trinh và Diễm Hằng. Hơn nữa, Quang đang tố cáo anh vì anh đã liên quan tới một đường dây buôn bán trẻ em ra nước ngoài. Mấy ông đừng có vu khống tôi nha. Anh nên để dành những lời này để nói trước tòa đi. Việc gì mà gọi khuya quá vậy? Anh có nghe thông tin gì mới bên đội hình sự không? Ủa, có chuyện gì sao? Thằng Quang đi gặp con vợ thằng Quang, đến giờ chưa thấy về, không liên lạc được anh à? Ơi, lo cái gì? Có thể nó xa đà chơi bời đâu đó thôi. Thằng này không có tính đó đâu anh ơi. Xong việc nó phải về báo ngay. Em sợ nó bị người của anh tóm rồi. Có gì anh dò hỏi giùm em nha. Chào anh. Thank you.
Anh chưa về nữa hả? Ờ, Thủy. Thủy à, nếu như Thành bị hoàng tống tiền thật thì sao? Nếu như chuyện đó là thật thì cô ấy cũng phải nghi ngờ khi mà hắn hẹn gặp ở khách sạn chứ. Bây giờ điều đó không quan trọng. Vấn đề là Hoàng phải nhận tội. Hắn ta có vẻ ngoan cố lắm. Hắn tin là ông Trùm có thể giải thoát cho hắn. Ông Trùm không dễ đối phó đâu. Nếu như gã làm được điều đó. Nếu như Hoàng không về, chị Hoa sẽ gặp nguy hiểm. Alo. Alo. Ai vậy? Em là Thủy đây. Chị Hoa, chị nghe em nói nè. Chị phải rời khỏi đó ngay. Em sẽ tới đó, rước chị ở ngoài. Sao lại vậy? Chị đang ngủ mà mệt quá. Bây giờ phải lúc giải thích. Em sẽ tới đón chị. Chị ra ngoài liền nha. À, Thủy, Thủy. Alo. Dạ em nghe. Dạ em biết rồi. Em sẽ tới chỗ nó. Chị ơi, chị nhanh lên. Mày giấu con bé ở đâu? Em mượn tạm nhà một con nhân viên ở đây. Đón nó đi. Giữ nó lại không xong rồi đó. Ý anh là thả nó ra. Đồ ngu. Thả nó ra để nó tố cáo chết cả đám hả? Bịt miệng nó lại. Bây giờ liệu có... Tụi bay là một lũ ăn hại. Ngu cả đám. Xử nó xong thì trốn đi. Nếu thấy êm á thì quay về. Dạ.
đâu chú Hưng hả? Chú tới chưa? Chú tới ngã ba đường, không biết đi đường nào đây. Bây giờ chú đi thẳng, xong rồi chú rẽ qua phía bên tay trái, có một căn nhà hoang. Xong rồi chú rẽ phải, chú thấy một ngôi nhà thấp thấp thôi, có cái cửa bằng tôn. Xong rồi chú chạy vô sân, thấy cái nhà có cái cửa sắt màu xanh xanh đó chú. Nó bị khóa bên ngoài, con sẽ đập cửa liền. Nhanh đi chú. Dạ, dạ. Không biết anh Hưng có cứu được bé Na không chị Thủy? Có chuyện gì anh Hưng sẽ gọi điện thoại về. Chị đừng có quá lo lắng như vậy. Mình đi vô nhà đợi đi chị. Thủy, hay là gọi điện thoại cho Hưng đi Thủy. Không được, trong lúc đang làm nhiệm vụ mà em kỹ nhất là nghe điện thoại đó. Nếu mà không có chuyện gì thì anh Hưng sẽ về ngay thôi. Em thấy hay là bây giờ chị cứ bình tĩnh, vào trong làm một bữa thiệt ngon để chiêu đãi hai chú cháu là được rồi. Ở đây đó con. Dạ. Thủy ơi, anh Hưng về rồi kìa. Na. Con. Má. Má. Tội nghiệp con tôi quá. Con có sao không vậy con? Dạ không, may là có chú Hưng đến cứu con. Cảm ơn anh. Má thật có lỗi với con. Má xin lỗi con. Thôi, hai mấy con vô nhà rồi nói tiếp. Con ngồi xuống đây đi. Dạ. Con có sao không? Con không sao đâu má. Má xin lỗi con nha. Tội nghiệp con tôi quá. Xin lỗi con. Má đã hại con ra nông nỗi này. Nhưng mà con có chuyện muốn hỏi má.
chuyện gì vậy con? Má làm nghề gì ở đây vậy má? Thì má buôn bán nhỏ thôi. Ủa? Không phải đâu. Sao mấy người bắt cóc con? Nói là má làm gái mà. Làm gái có phải là mua vui cho người ta không hả má? Bé nè. Dạ. Những người bắt má con là những người xấu. Những điều họ nói con không nên tin. Nhưng mà mấy người bắt cóc đó, người ta nói là biết má con mà. Má con cũng chỉ là người bị hại thôi. Cô với má con cùng ở chung trong khu vườn sinh thái, nhưng mà không phải làm gái như mọi người nghĩ đâu. Má của con với cô nè, cùng dẹp mặt tội ác của bọn chúng để chúng không hại ai được nữa. Con hiểu không? Nhưng mà tại sao phải làm vậy? Sao má con không báo công an? Thì cô và chú Hưng đều là công an nè, mà có làm được gì đâu. Nếu không có những người can đảm như má của con thì chúng ta không thể tìm được chứng cứ để buộc tội bọn chúng. Thiệt vậy hả cô? Vậy con không biết. Con xin lỗi cô. Không phải là xin lỗi cô đâu. Qua xin lỗi má con đi. Dạ. Má. Má. Má đừng khóc nữa. Con xin lỗi má. Má. Con hiểu được điều đó là má vui lắm rồi. Dạ. Gọi cậu Phong, cậu Dũng vô gặp tôi. Vào đi. Chào thủ trưởng, chúng tôi có mặt. Hai đồng chí ngồi đi. Dạ. Dạ. Hai đồng chí có nghĩ là mình làm gì sai không? Dạ, em không hiểu. Hai đồng chí đã không thành thật khi đi điều tra vụ án của quan. Hai người phải chịu kỷ luật, mà kỷ luật không nhẹ đâu nha. Dạ, thủ trưởng đừng nghe người khác nói mà, nghi quan cho tụi em à. Tôi không có nghe ai hết á, mà tôi chỉ dựa vào chứng cứ đây nè. Tôi cho hai đồng chí có cơ hội để sửa sai. Nếu mà không thành khẩn thì tôi sẽ mời nhân chứng đến đây để đối chất với hai đồng chí. Dạ tôi em xin lỗi sếp. Dạ em xin lỗi sếp. Cách duy nhất chuộc lỗi bây giờ thì hai cậu phải làm đúng hồ sơ vụ án và đứng ra làm nhân chứng cho vụ án này. Dạ, dạ.